Bây cả ánh mắt này đứng giống nhau. Trời ơi. Thì cũng là nó luôn đó. Cũng là nó luôn đó chứ không thấy gì đâu. Cần phụ gì không? Hello, hello. Anh là gì mà anh hẹn người ta xong rồi xong rồi anh lỡ hẹn với người ta cái gì? Ủa gì vậy? Thông tin mật mật ngoài biết hết vậy? Là em với anh là cặp đôi bị ăn xà. Biết gì hết. Đang diễn nhưng mọi người vẫn đang tiếp tục diễn. Anh đừng nói là anh diễn luôn á nha. Em với anh không phải cặp đôi bí ẩn đâu. Có ai là cặp đôi bí ẩn mà tự khai bao giờ? Nghe chưa mọi người? Mọi người nghe chưa? Không. Bây giờ có là cặp đôi bí ẩn thì cũng sẽ không nói ra bây giờ đâu, cho nên là nên khỏi phải khẳng định Cam không phải là cặp đôi bí ẩn. Cam đã hoàn toàn không phải là cặp đôi bí ẩn. Chi vậy? No, không cần thiết. Em nghĩ là không cần thiết. Chị em mình bây giờ xuất miệng lên rồi. Đâu có xuất miệng gì đâu. Đâu có xuất miệng gì đâu, vẫn rất bình thường mà. Em cũng bê bết thôi. Tiền Nhu phải không? Ra Nhu. Thì gì? Thì có mọi người rất rõ ràng. Tôi không muốn làm một cái gì nữa luôn. Ủa? Vậy là em nghĩ là đông. Đây, em đứng giữa này. Đây, hai bên. Nó như vậy luôn. Nó là như vậy luôn á. Ừ vậy lại. Em nghĩ là Đông sợ chị buồn, xong rồi Đông phải cố lỡ hẹn với em. Trời ơi, em không biết đâu, em không biết gì. Đúng không? Thôi, giờ. Stop. Ok, stop. Tới đây thôi mọi người, tới đây thôi. Câu chuyện vẫn không dừng lại ở đó. Trong bữa ăn sáng, Kaka đã quyết phải làm cho ra lẽ mối nghi ngờ này. Hai người phải giải quyết cái vấn đề nhau đây, chị Nhu không làm này tôi ghê luôn á. Vấn đề gì nữa anh? Thì sáng nay thì sáng nay đã xong rồi. Thôi em nói quá rõ ràng, quá mạch lạc. Có giờ nói chuyện cho mọi người biết được không? Đừng nhìn nhau cười vậy được. Chuyện đó là chuyện đầu tiên mà không còn gặp đối biển. Tập 6. Một lần lỡ hẹn trong nỗi nghi ngờ. Đêm hôm ấy, sau cái nắm tay của Trâm và Đông, các thành viên về nhà trong bầu không khí thật rộn ràng. Và đó là lúc mà những thử thách bí mật được tiết lộ. Mày không biết thử thách của thằng này gì? Ai được hưởng rồi? Em được. Mọi người thử đoán thử xem. Không có được. Em cũng đoán được. Thử thách của em là đút cho một bạn nam ăn trước giờ cơm tối. Bằng gì cũng được. Xong rồi em lại làm một hành động điên hùng và vô lấy da ra cắt. Anh hiểu rồi, anh hiểu rồi. Hay á, anh thích. Hay, nước đi đó hay á. Thông minh. Thế không hề biết được luôn. Thôi còn của Nhu sao nhỉ? Thử thách của em là lúc mà ngồi ở phố đi bộ thì anh Đạt có nói ra với mọi người rồi đó. Trời không ai nhớ luôn. Giỡn thiệt vậy? Chụp hình á. À, lúc đó chưa có anh. Thử thách của Nhu chụp một cái bức hình selfie rồi chẳng hạn với em thôi. Mà cái lúc mà Nhu rủ em đi ra cái chuyện á, em nghe rủ là em biết không có chuyện gì rồi, mà em cứ nghĩ là cái chuyện là chúng ta sớm dữ. Em muốn bay ra ngoài luôn, em tim muốn bay ra ngoài luôn, thì lên nói chuyện nói dài dòng. Anh trước đây có chụp hình chung với ai chưa? Bức ảnh mà anh chụp với người con gái đầu tiên thì cách đây bao nhiêu lâu rồi chẳng hạn. Cũng là một cách để đánh lừa. Pha xử lý không, mà cái đó nó hay ở cái chỗ là nói chung là trầm tính, ít nói nhưng mà nói dẫn dắt này kia thì nó cũng như là liền mạch. Đạt rung dữ nè. Em chờ kể lại anh còn rung. Thử thách của em là gì? Thử thách của em là nắm tay một bạn trai trong vòng 10 giây. Nãy hình như hơi lâu. Đến lúc này, Đông mới biết cái nắm tay ấy chỉ là một thử thách. Khi mà mình biết đó là một thử thách của Trâm thì cảm giác hơi hụt hẫng thôi. Nhưng mà cơ bản thì vẫn giữ nguyên cái cảm xúc đó. Biết đâu có duyên mình vẫn sẽ chinh phục được một lần nữa. Nắm lại một lần nữa. Long chắc muốn cầm tay lắm. Nãy còn tê tê nè. Buổi tối hôm ấy kết thúc trong tiếng cười của các thành viên. Thế nhưng các bạn đã không biết rằng sáng hôm sau, câu chuyện sẽ diễn biến theo một hướng không ai ngờ. Ngôi nhà chung của các thành viên mùa 13, Việt Life Residence, có thiết kế mang đậm màu sắc dân gian Bắc Bộ. Mỗi phòng ở đây đều là một căn hộ nho nhỏ với đầy đủ tiện nghi.
Qua từng vật dụng nhỏ trang trí, ta có thể thấy chủ nhân đã dày công sưu tập để tạo nên một không gian pha trộn giữa truyền thống và hiện đại, mang lại cho khách lưu trú nhiều suy niệm về cuộc sống. Một ngày mới đã đến với ngôi nhà chung mùa 13 và có một người con gái đang chờ một cái hẹn. Sáng ngày hôm nay thì mình và anh Đông có hẹn nhau là sẽ đi bộ. Thì tầm 5 giờ 20 thì Trâm có mặt ở dưới sảnh chờ. Trâm cũng chờ tầm 10-15 phút nhưng mà không thấy anh Đông xuất hiện. Mình cũng dậy lúc 5 giờ và cơ bản là mình lúc nào cũng đặt đồng hồ đúng cái mốc hẹn đó. Và mình cũng hơi bị cái dị ứng là dị ứng cái tiếng chuông điện thoại, nên chỉ cần một cái tiếng reo thôi là mình đã dậy rồi. Nhưng mà mình lại không có thấy động thái gì gọi là tín hiệu là Trâm đang ở dưới hay là Trâm cũng đang đợi mình cả. Và bản chất của mình là cũng hơi rụt rè và hơi thụ động một chút, nên mình nghĩ chắc thôi kệ đi, chắc không có chuyện gì xảy ra đâu. Ngồi một mình chờ mãi mà người không thấy đâu, Trâm không tránh khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Trâm cũng hơi bất ngờ, nhưng mà trong đầu Trâm chỉ có suy nghĩ đến hai cái lý do thôi. Cái lý do thứ nhất là có lẽ anh Đông là cặp đôi bí ẩn thật như những gì mà Trâm suy diễn từ đầu đến bây giờ. Anh Đông không có muốn xuất hiện trong cái buổi hẹn sáng ngày hôm nay. Còn cái lý do thứ hai á, nếu như mà anh Đông không phải là cặp đôi bí ẩn thì có thể là ngủ quên. Nhưng mà đối với Trâm thì nếu mà thật sự anh Đông ngủ quên thì đối với Trâm cái điều đó nó không thật sự tinh tế cho lắm. Thì vô tình thì lát mình nhận được tin nhắn là cô Trâm là Trâm đang ở dưới. Thì mình cũng đi kiếm Trâm mà không biết lúng túng là Trâm ở phòng nào trong hai phòng của bạn nữ cả. Cũng đứng một đợi một khoảng thời gian rất là lâu. Và cũng muốn đi lên đi ngủ lại rồi đó. Thì cơ bản là thấy cũng hơi bực mình rồi. Đây là 31 rồi. Anh Đông vẫn chưa xuống thì khả năng chắc là anh Đông ngủ quên. Đã là bây giờ đi ngủ này Trâm cũng không thể nào đi ngủ được hết. Nên Trâm quyết định là sẽ đi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người luôn. Trong khi là tất cả tầng trên mình kiểm tra thì không có, cho nên chỉ có riêng một cái phần bếp là mình chưa kiểm tra thì Trâm ở dưới đó. Thì khá là bất ngờ. Xuống đây hả? Vậy hôm mấy giờ hay vậy? Vậy hôm mấy giờ mà hay quá vậy? Đáng thử xem. Không biết luôn. Thì sáng giờ cũng ngồi đợi mà không có tín hiệu gì là không biết có nên xuống hay không ấy. Anh đợi ở đâu? Trên phòng, trên giường. Wow, em cũng đợi nhưng mà đợi dưới phòng nhà khách, phòng khách. Biết gì là ra tín hiệu trước rồi, có thể là không phải để em đợi rồi. Tiếng thở dài của Trâm như một điềm báo cho một chuỗi những sự kiện khởi nguồn từ nỗi nghi ngờ của người con gái bị cho leo cây. Nói chung là trong đầu mình có cái cảm giác như vậy là mình hơi hụt hẫng, nhưng mà Trâm cũng cố gắng là không có thể hiện cái thái độ hay gì hết đối với anh Đông, nhưng mà cố gắng tỏ ra là mình bình thường. Khi sau khi mình thấy Trâm rồi, cái ấn tượng đầu tiên của mình nó là con Trâm này bận đồ thể dục sẵn rồi. Ây da, tiêu rồi. Nghĩ mà không được chạy bộ buồn ghê. Tự nhiên là không có nhắc nữa. Sorry. Một bầu không khí im lìm, căng thẳng bao trùm căn bếp sáng nay. Mãi một lúc lâu sau, Đông mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng đó. Em có hay nấu cho ba mẹ ăn không? Này nấu cho mình thôi. Nghe
Kiểu hồi đó nhà mẹ em kiểu thích nấu ăn á, cho nên là thường thường trong nhà thì mẹ sẽ là người nấu ăn. Từ hồi lớn xong rồi kiểu biết yêu đương á. Kiểu tính em là em thích chăm sóc cho cái người đối tượng của mình. Đã gì? Cho nên là em tập nấu ăn dần. Thì là được mấy người được ăn đồ ăn em nấu rồi. Anh hỏi em là kiểu đối tượng của em hay là như thế nào? Là em nấu cho đối tượng của em bây giờ. Đúng rồi. Nói vậy trước mắt thì em quen 3 mối tình, cho nên là số lần chắc nó, số người thì chắc cũng có thể là 5-6 người đó. Tại vì nó cũng không nhất thiết là phải là kiểu một mối quan hệ chính thức thì em mới chăm sóc á. Nó chỉ kiểu tìm hiểu, em cũng kiểu em thể hiện cái tình cảm của mình qua đồ ăn. Thích kê luôn rồi. Hay thế nhỉ. Được phép nhỉ. Rồi mấy anh kia có được tăng lên ký nào nhờ em? Em thì có đa phần như ba người mẹ em quen á. Sau khoảng thời gian quen em thì mọi người đều bị tăng cân hả? Tăng cân, nhưng mà tăng cân kiểu đẹp nha, chứ không phải là tăng cân kiểu ai đâu, kiểu nhìn sẽ phốt phát á, kiểu có da có thịt không? Đúng rồi. Vậy là cái mẫu người em quen là như thế nào? Em thích mấy người đô, hơi đô một xíu, hoặc là cũng không biết phải đô, nhưng mà ấy là cũng kiểu có da có thịt. Vậy anh dư mà không? Có cần anh đi mua chút thêm không? Dạ anh đi mua cà phê cho mọi người đi. Không, mua cho em thôi, mua cho người chi. Sáng giờ em cực nhất mua cho em bù thôi. Nói chứ cũng không bù đắp rồi đâu. Dạ. Không đủ. Dạ. Thì em đi mua. Em ghi rồi. Đi mua là 10 ly nha. Và em có một động thái là hỏi bạn Trâm uống gì không? Có, em nghĩ là sáng là có muốn chuột lõi gì đó, em đã đi mua một ít sữa cho bạn ấy. Tập thể dục buổi sáng hả? Được không? Tập thể dục buổi sáng. Sao em không đi tập thể dục? Sao mình dạ? Sao mình mới nấu ăn luôn? Sao mình nấu cay? Bị nấu cay. Thiệt ra là ca mọi thứ nó rõ ràng. Tôi ép cái. Tại sao? Kiểu như là em hôm nay em đi có mục đích á. Mục đích để... Làm gì mà nổi ghê vậy? Không, để... tự nhiên nó nghiêm trọng ghê, tự nhiên mình xuống bếp mình nổi. Không, mặt nó nghiêm trọng. Hôm nay em đi với anh Đông là có mục đích để tìm hiểu, để là kiểu khai thác được nhiều thứ hơn. Tại vì trong đầu em đang có rất là nhiều thắc mắc. Nhanh lên. Nhưng mà nha, nó vượt quá sức mong đợi của em. Nó làm cho em càng nghi ngờ nhiều thêm đó luôn á. À, là cái lần tôi và ảnh là người biết ẩn gì. Nhìn ánh mắt em đi, chị sẽ hiểu. Quá chán. Quá chán. Chị đừng có để cho em bắt tận tay chị nha. Em bắt từ tối qua. Cái khúc mà em nói chị với ẩn là cái gì? Cặp đôi bí ẩn đúng không? Ừ. Mấy cái ánh mắt này cũng giống nhau. Trời ơi. Thì cũng là nó luôn đó. Cũng là nó luôn đó, chứ không thấy gì đâu. Cần phụ gì không? Hello. Anh là gì mà anh hẹn người ta xong rồi. Xong rồi anh lỡ hẹn với người ta chứ. Ủa gì vậy? Thông tin mật ngoài biết hết vậy? Là em với anh là cặp đôi bí ẩn. Xạo. Biết gì hết. Đang diễn nhưng mọi người vẫn đang tiếp tục diễn. Anh đừng nói là anh diễn luôn á nha. Em với anh không phải cặp đôi bí ẩn đâu. Có ai là cặp đôi bí ẩn mà tự khai bao giờ? Nghe chưa mọi người? Mọi người nghe chưa? Không. Bây giờ là cặp đôi bí ẩn thì cũng sẽ không nói ra bây giờ đâu. Cho nên là nên khỏi phải khẳng định ca không phải là cặp đôi bí ẩn. Ca với đâu hoàn toàn không phải là cặp đôi bí ẩn. Chi vậy? No, không cần thiết. Em nghĩ là không cần thiết. Chị em mình bây giờ xuất miệng lên rồi. Đâu có xuất miệng gì đâu. Đâu có xuất miệng gì đâu, vẫn rất bình thường mà. Em cũng bê bết thôi. Tiền Nhu có hộp ra Nhu. Thì đi. Thì các mọi người nó rõ ràng. Tôi không muốn làm một cái gì nữa luôn. Ủa, vậy là em nghĩ là đông. Đây, em đứng giữa này. Đây, hai bên. Nó như vậy luôn. Nó là như vậy luôn á. Ừ, vậy lại.
Em nghĩ là đâu sợ chị buồn buồn xong rồi đâu phải cố lỡ hẹn với em. Câu chuyện vẫn không dừng lại ở đó. Trong bữa ăn sáng, Kaka đã quyết phải làm cho ra lẽ mối nghi ngờ này. Phải giải quyết cái vấn đề nhau đi, tự nhiên không làm này tôi ghê luôn á. Vấn đề gì nữa anh? Sáng nay. Thì sáng nay ta đã xong rồi. Thôi không. Ồ, em nói quá rõ ràng, quá mạch lạc. Có giờ nói chuyện cho mọi người biết được không? Đừng nhìn nhau cười như vậy được. Chuyện đó là trai đã đinh đinh đầu tiên mà không có gặp đối biển. Không, em nghĩ như thế có hai cặp không? Hoặc là sẽ có ba cặp đối biển. Ba cặp ai chơi? Ba cặp ai chơi nữa? Cặp em đi về liền luôn á. Ờ biết đâu không có cặp đối biển rồi nè. Ừ. Có mà có hai. Xin... Trời ơi! Không có được mà mệt. Chị đang ví dụ thôi, chị có biết đâu. Biết có hay có. Thôi. Là nó nghĩ là chị với anh Đông. Sao sao đó anh Đông sợ chị giận hay gì không dám đi tập thể dục với anh bé anh đâu có đâu à, hiểu không hiểu không à. Bạn đang nghĩ là anh Đông cho bạn leo cây à, leo cây đâu sáng 5 giờ đã dậy rồi mà leo cây hoài nhà Trâm sáng hiện 5 giờ sáng nè à. Như cái sự tình sáng nay là cho con bé Trâm nó cứ đi đâu nó cũng cười cũng vui hết sao kỳ vậy em. 5 giờ là sáng là em thức dậy em nấu cơm rồi em có cười gì không? Có em đứng cười mình sáng giờ. Em là cái nút thắt của cái lớp phao này luôn. Tóm gọn đó là em là cái ổ drama của cái lớp phao này. Đã chung sống với nhau một thời gian, cách nói chuyện giữa các thành viên đã trở nên cởi mở và mạnh dạn hơn thời gian đầu rất nhiều. Chị nhắc lại cái vụ mà anh kêu là anh Đông có thể là đang để ý một trong hai là Nhung với Trâm. Ừ. Có thể thôi. Xong rồi, xong rồi. Xong rồi, xong rồi. Anh kêu là Đông bích cửa rồi đâu. Là sao? Nhưng mà bây giờ thì bích cửa rồi đâu. No, em đã bích cửa. Là bây giờ anh đã rất rõ ràng luôn á. Bây giờ anh đánh dấu rồi đó. Anh đánh dấu chủ quyền luôn rồi hả? Ủa anh đánh dấu rồi đó, hay em từng nghĩ ra hả? Vậy là anh vẫn còn thích em đúng không? Hả? Vậy anh vẫn còn thích em đúng không? Thấy người ta đang lãng mạn. Đang lãng mạn này, vậy anh vẫn còn thích em đúng không? Vô, vô, vô tập. Cái gì vậy? Anh mới rửa chén của em xong bây giờ anh kêu em thích người ta rồi ta. Ây da. Đầu đầu anh rửa chén của em. Đầu đầu quá. Anh rửa chén của em rồi kìa. Anh còn giúp em. Anh rửa chén với Hằng nhưng mà anh lại nói hết ca. Nhưng mà anh tương tư và Nhung. Ủa? Anh nói anh chồng rồi chồng. Thực ra thì anh thích Trâm. Tuổi tin ghê luôn mọi người ơi. Tin lắm luôn á. Bây giờ tin, tin nhiều chứ. Gì tin? Vô. Anh có thể móc gì móc với Nhu nói vài lời trong sáng nay được. Nhu nói gì? Tại sao phải kêu ảnh nhìn vào mắt nó? Tại vì chứ khi nói chuyện thì cái nó nhìn vào mắt. Cười sợ tâm hồn không có dạy dối. Đâu phải như em hay nói chuyện nhìn chỗ khác. Trời đó. Biết sao tôi dám hỏi trực tiếp không bà? Tôi bị đứng hình trước cái đẹp đó bà. Ôi, lại thính. Được. Anh thính tinh tế quá vậy. Tinh tế á. Thính tinh tế làm nhờ. À, vậy em hãy thả thính một câu nói liên quan đến màu xanh đi. Rapper đúng không? Ờ, màu xanh. Màu xanh bên cạnh em á. Thư giãn xíu đi Long ơi. Thôi anh thôi không, mình không cần phải cố gắng. Em mặc áo xanh là nhưng anh không sao anh. Ừ, thấy chưa đơn giản không? Bình thường, bây giờ rapper nè. À, màu của tí hy vọng là màu xanh. Hy vọng trong bốn chàng trai ở đây, anh kỳ vọng người đó là anh. Ồ, được. Đấy, rapper là phải thế. Nhưng màu hy vọng là màu hồng. Anh sẽ muốn làm chồng của em. Em đang chun ghê ra luôn á, thì có không phải là anh chun sẽ có những cái câu đây mới là rapper rồi các bạn. Màu đen với màu trắng chơi luôn đi, em sẽ tặng riêng cho Nhu luôn. Nhu hôm nay mặc cái chiếc áo màu đen và logo trắng, Nhu lại sở hữu một nụ cười hoen nắng, làm cho con tim trong trắng của anh bị say nắng. Bị say nắng. Áo màu trắng anh chẳng hề lo lắng. Sao tiếp? Thích em thì anh cứ nói thẳng thôi.
trời. Đây là lý do mà em làm việc anh á. Idol. Yeah, love you. Sáng nay, ban tổ chức lại có thêm thử thách cho các thành viên. Và lần này sẽ là thử thách dành cho các cặp đôi. Thử thách dành cho Đông và Nhu. Bạn nam bế bạn nữ, thực hiện động tác squat 10 cái. Hạn chót là bữa trưa hôm nay. Thử thách dành cho Trung và Kaka. Hai bạn hoán đổi cách xưng hô với nhau từ giờ cho đến trưa nay. Thử thách dành cho Long và Hằng. Hai bạn phải nắm tay nhau mà không cho các thành viên khác thấy. Hạn chót là bữa trưa hôm nay. Thử thách dành cho Đạt và Trâm. Bạn nam phải cõng bạn nữ đi quãng đường 100m. Hạn chót là bữa trưa hôm nay. Đơn giản đúng không? Quá đơn giản luôn. Em hy vọng là nó sẽ xa. Nó anh chứ. Em hưởng thụ. Hưởng thụ nữa sao em. Trong khi các thành viên khác còn đang bàn tán, Đông đã quyết định hành động ngay. Muốn làm gì vậy? Cái gì vậy? Thôi xin mời. Xin mời. Đây luôn chứ sao giờ? Giờ đi luôn mà. Cũng hơi vội. Thôi có gì nhắm mắt lại nha. Gì vậy? Ủa gì vậy? Thôi. Trời ơi. Trời ơi. Wow, wow. Rồi, thế nha. Khi mình bế một cô gái ở trong tay, mình có cảm giác là mình khác với cái mức tạ hàng ngày và có cảm giác như là mình cầm một vật gì đó nó quan trọng hơn rất là nhiều. Và cái cảm giác vẫn cái tê mà gạn nó như là điện giật, nó tê hết người vẫn có. Chắc là cảm xúc đó là cảm xúc đầu của mình. Ok. Nó lắm nha. Sao rồi? Khỏe không? Sao sao sao? Em nghĩ là tại sẽ tận dụng thể hình, nghĩ thích đất và gờ squat còn khủng khiếp hơn nữa. Sáng nay, các thành viên dự định sẽ đi bơi, nhưng một cơn mưa to bất chợt kéo đến. Vì để đảm bảo sức khỏe, nên các bạn đành ngồi chờ cơn mưa qua đi. Thôi mình ngồi chờ thêm tầm 10 phút nữa đi, coi tình hình nó có ổn định hơn mình đi. Thôi thì giờ không biết sao vậy? Thì anh đi làm thôi, làm người cứ đi bơi. Chịu có đây mà, ca đồ đây mà. Sao ca lại đi làm? Ca phải đi bơi với Chun chứ. Tại vì hôm qua ngày cao, thì hôm nay ca phải làm bù ấy. Trong thời gian chờ đợi, các bạn thành viên chơi trò chơi rút gỗ với hình phạt cho cặp thua cuộc là nói thật hay thử thách. Chua đè. Đè đi. Đè đúng không? Đè đúng không? Ok. Chắc chưa? Đè đúng không? Chắc chưa? Let's chua. Yeah man. Cho anh được không? Hãy cho anh đe đi. Em nghĩ tới đe là em khoái rồi. Anh thường em nhất luôn á anh Long. Anh thường. Thương gì mà nhầm tên. Em nghĩ trước đi. Em có câu tương đồ anh rồi. Vậy em nghĩ trước đi. Tôi muốn mua cổ trên cầm của Nhu. Cha không chán còn dễ hơn không cầm lại sao? À nó gần. Nó gần. Cái cự ly nó gần hơn. Rồi, đếm đi. Ok, đếm đi một cái bàn. Rồi, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, yeah. Em nghĩ. Người ta cũng nghĩ rồi. Mình nghĩ là anh Trung để ý Nhu chắc chắn luôn. Tại vì như sáng hôm nay mình có thực hiện một cái đe cho anh Đông với Nhu, thì anh Trung kiểu tự nhiên kiểu là sao em lại ra cái thử thách như này đó, để kiểu là lại vậy. Bạn có thể thấy rõ cái nét mặt của anh Trung khi đó, mình có thể thấy rõ cực kỳ rõ luôn.
sau khi mình đe có một cái đe đó cho anh Đông rồi thì rõ ràng là anh Chun không hề muốn nói cái gì nữa, kiểu rất là tức. À, thực ra là cái khoảnh khắc đó mình nhìn mà mình thấy đỏ mặt Dung Đông mà mình thấy buồn cười thôi, chứ mình cũng không có cái cảm xúc gì cả, không có cảm xúc gì đặc biệt cả. Hồi nãy là anh Đông ấy cầm chị Nhung đúng không? Bây giờ thì đến chị Nhung không lên rồi hả? Mũi em đi nô cái gì nãy giờ vậy nghe? Nó nô cái gì? Tại sao nô? Ai nô? Ok. Nô, tự nhiên cái nô vậy á. What's man? Gì nên nên đại ca này gì vậy? Anh cá không đe luôn á. Anh cá đề xuất á là đổi thành mũi chạm mũi chứ không phải là mua chạm mũi nữa, đúng không? Ờ, mũi chạm mũi đúng không? Vậy thì đó chấm hiểu chấm hiểu chút luôn. À. Chấm hiểu chút không? Cái con này nó bị sao? Rồi vậy đi. Rồi, làm. Có mấy giây vậy? Bao nhiêu giây vậy mọi người? Mũi chạm mũi trong vòng 10 giây. 10 giây, 20 giây đi. Nhìn nhau, mắt phải nhìn nhau nha. 10 giây. 1 2 3 10 giây nha. 1 2 3 4 5 Cái cảm giác mà đối diện với bạn nữ nó gần đến như vậy, nó sát một cách là mặt chạm mặt luôn, thì cảm thấy rất là bất ngờ và cũng có chút gì đó hơi sợ sệt về bản thân mình. 6, 7, 8, 9, 10 Quá tuyệt vời. Coi như đó là một cái động lực gì đó để cho anh Đông anh đi làm buổi sáng làm luôn. Để chưa? Khi cơn mưa dứt thì Hằng, Đông, Trung cũng tới lúc phải đi làm. Vậy là kế hoạch đi bơi được thay thế bằng một buổi đi cà phê của các thành viên còn lại. Tại vì hôm qua anh lúc mà anh đang nằm thì Đông ngồi làm deadline tới tận 3 giờ sáng. Xong rồi tối đó Đông ngủ dậy, Đông chửi cái gì á. Cái đó là tất cả áp lực quá. Tại vì lúc mà anh nhìn thấy Đông làm deadline, Đông rất là căng thẳng luôn. Trong lúc đó 14, 5 giờ sáng đó là Đông mới chụp mắt Đông ngủ rồi. Đó là điều đó, chắc là stress quá nhiều quá. Đông bắt đầu Đông mớ. Chắc là rất là stress đối với anh Đông luôn. Bởi vậy như sáng hôm nay nè, anh có hỏi là công việc có nặng quá đối với anh không? Anh biểu là anh đã bị khiển trách một lần rồi. Thì trên xe Hồng thì anh Long có chia sẻ với cha về một việc, đó là anh Đông đang kiểu bị stress về công việc rất là nhiều. Và cái sáng ngày hôm đó thì đến tận 2-3 giờ sáng thì anh Đông mới có thể ngủ được. Sau khi nghe điều đó thì Trâm nghĩ là ok, Trâm nói chung là mình thông cảm được một phần, còn lại thì cũng vẫn còn hụt hẫng, nhưng mà mình cũng kiểu hiểu được một phần nào đó, thông cảm cho anh Đông. Cho nên là Trâm cảm thấy là mà dù sáng ngày hôm nay Trâm cũng không có thể hiện thái độ gì lắm, nhưng mà hơn sáng hôm nay Trâm cũng hơi nhây nhây á mọi người, Trâm cũng hơi nhắc lại cái vụ 5 giờ sáng khá là nhiều ấy, cho nên là Trâm cảm thấy cũng hơi bất rất chút xíu. Em cần xác nhận lại bên ở đây không có ai ngủ với anh Đông tối qua anh đúng không? Em cần xác nhận cái vụ đó đúng không? Em muốn biết là có đúng là anh có vậy lúc 5 giờ sáng, em chỉ còn biết như đó thôi. Sau cái lúc mà anh cào cấu xong tới lúc anh dậy luôn á. Là mấy giờ? Ủa là cuối cùng anh chưa trả lời được câu hỏi của em đúng luôn á. Đúng rồi, là anh Đông có dậy lúc đó luôn á. Dậy mà trong trạng thái là đang cào cấu. Là cào cấu sẵn dậy luôn á, đúng rồi. Cào cấu là sao? Quá stress đi. Stress. Quá stress đi. Stress hả? Đúng rồi. Vậy mà anh không nghỉ ngơi đi, vẫn còn hẹn. Nếu như đã dậy thì mình nên chủ động đi xuống chứ, tại sao mình lại ngồi trên giường như vậy? Anh chờ người ta chủ động á. Quá chủ động gì? Có thể vậy luôn á. Giống như là một cái nhắn tin của em là em đã dậy rồi. Hoặc là kiểu em nhắn lên group anh Đông đâu rồi, đã lại. Giống như vậy chắc là có thể anh chờ. Anh Đông á hiện tại là 90% đang stress về công việc. Anh chưa thấy cái hành động mà lúc đó đổi phòng đâu. Ông vừa vô bỏ ba lô xuống mở laptop ra lên làm việc liền luôn. Rất là gấp, gấp gáp luôn.
cái lúc mà anh cào xong rồi á, cố tình tôi thảy cái chanh qua, lúc anh vẫn nằm im, xong tôi lại ngủ tiếp. Xong sáng hôm sau tôi lại vẫn thấy cái tư thế vậy. Trời. Em từng đọc những người mà kiểu ngủ mà tôi thấy như thế này là những cái con người kiểu kiểu áp lực rất là nhiều á, kiểu như là ngay cả trong tư thế ngủ là khoảng thời gian là được thoải mái nhất cái cơ thể của mình, nhưng mà vẫn như thế này, không có một sự buông bỏ nào, không có sự cố gắng bỏ bản thân lại, nhớ tụi mình ngồi lại tụi mình cùng chia sẻ với câu chuyện của anh, cái công việc của anh đi. Nếu như Trâm biết công việc của anh Đông, thật sự anh Đông đang bị stress về công việc và cũng cố gắng là hẹn Trâm lúc 5 giờ sáng, thì Trâm nghĩ là Trâm không nên vội đánh giá, cũng không nên vội suy nghĩ về anh Đông như vậy. Và nếu như mấy ngày sau đây Trâm có cơ hội để nói chuyện với anh Đông thì Trâm sẽ nói rõ hơn về cái vấn đề này cho anh Đông hiểu hơn.